Rồi, đẹp trai. 1 triệu mốt một ký, con này khoảng trên cỡ gần 8 lạng. Con này khoảng 8 lạng á. 8 lạng hả? Dạ dạ. Wow. Tôm hùm siêu khủng. Tươi xanh luôn nè. Rất sẵn cảnh, cũng nhảy que que luôn. Quá đã. Rồi, cảm ơn em trai. Bảy ghẹ chuyên bán những loại hả hải sản cao cấp. Trời ơi. Nè, cái thau thôi nhìn cái khủng bố luôn nè. Nhức nhói luôn. Nhức nhói luôn á. Tưởng lại luôn á. Trời ơi. 1 triệu mốt, 1 triệu mốt một ký, con này 1 ký luôn nè, chưa có con nào. Rồi, 300. Con thương 300. 200, đó. Đó, mấy con này là 200 ký nè cô chú. Quá đã chưa? Xin chào cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay Đức Dương sẽ giới thiệu cô chú chợ cá Phước Hải, một trong những vựa cá lớn của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Hôm nay Đức Dương sẽ dẫn cô chú, các anh chị và các bạn đi tham quan khu vực chợ cá Phước Hải này, xem họ bán những loại hải sản nào tươi sống. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tham quan khu vực hải sản nhé cô chú nha. Thấy có vẻ đông rồi đó. Ở đây có một cái cổng chào để Đức Dương sẽ quay. Đây. Rất là đẹp nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi tham quan khu vực hải sản. Hôm nay là ngày lễ thứ hai, là ngày 29, cũng là ngày Quốc khánh. Mọi người đi mua sắm hải sản rất là đông. Đây là Quốc Dương sẽ đến quay cho cô chú khu vực hải sản nha. Đây, khu vực, ta đã tới khu vực hải sản rồi. Đây, cô chú có thể thấy được. Đây là khu vực chợ hải sản. Chúng ta sẽ bắt đầu đi tham quan khu vực hải sản này nhé. Đây, đây là đầu tiên chúng ta sẽ thấy được những con hào. Rồi, chị này đang bắt hào đây. Hào sữa nha. Rồi, hào sữa, quá ngon luôn. Wow. Cô chú có thể đến đây mua nha, chợ Phước Hải. Chị này ngồi ngay đầu tiên. Giá nhiêu chị? Dạ, cái này em đang rồi nè, 150 một ký ạ. Dạ, 150 một ký. Dạ. Hào sữa làm rồi 150 một ký nha. Rồi chưa làm là giá nhiêu? Chưa làm là 30.000. 30.000. Đây là hào là chưa làm 30.000 một ký nha cô chú, 30.000 nha. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp khu vực. Hôm nay là ngày lễ 2 tháng 9 nè, ngày mai 30. Ok. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp nha. Quá đông chưa? Rất là đông luôn nào. Chúng ta sẽ đi tham quan nha. Đầu tiên là cá gì đây? Cá bớp. Wow. Khu vực cá bớp nè, rất là ngon. Chào cô. Wow. Cá bớp hay cá gì vậy cô? Cá bớp. Bao nhiêu ký cô? 180. Wow, cá bớp quá ngon luôn. 180 ký ngon tuyệt. Rồi 180 ký nha. Chúng ta sẽ đi tiếp khu vực tới hải sản. Trời đông quá, rất là đông. Hôm nay ngày lễ nha. Ngày lễ ngày thường dưỡng vậy. Wow, chuyên về cá. Ôi con này nó còn đang ngoe ngoảy luôn. Tôm còn sống luôn. Wow, rất là ngon luôn. Cá gì chị? Tên gì vậy chị? Cá sọc. Nhiêu ký vậy? 80.000 ký nha cô chú, 80.000. Trời ơi mực. Wow. Tôm đang nhảy luôn. Quá đã luôn. Ô, nhảy nó tưng tưng nè. Trời ơi đã chưa? Tôm là nhiêu ký? 250. Tôm này 250, tôm biển 250 một ký. Ồ, quá đã luôn ha. Trời ơi. Mực 250. Rồi, tôm này bắt hơn nè. Wow. Trời ơi, có cả cơm tôm hùm luôn nè. Con này nhiêu ký đây? Dạ, trời ơi. Triệu ký. Quá ngon luôn á. Dạ, đúng rồi. Cầm lên được không? Dạ được. Cầm thử nha. Cầm cái đầu của chị. Em biết rồi, cầm cái đầu hả? Dạ. Đẹp không? Cầm cái này nè. Cầm cái que, cái nào á? Wow. Rồi em cầm lên đi, em ra lên. Trời ơi, 1,5 triệu một đây. Cầm. 1 triệu. 1 triệu một ký nha. Đây, trời ơi. Ôi cha.
quá bự luôn. Ồ, rất là to, 1 triệu 1 ký luôn nè cô chú. Quá đã. Con này chắc cỡ 8 lạng á. 8 lạng. 8 lạng. Dạ đúng rồi. 800 ngàn. Dạ đúng rồi. Chính xác luôn, quá ngon. Đây, hai cô, hai bạn đang bán rất là hấp dẫn nha. Tôm. Wow. Quá ngon luôn. Đây. Đây. Mực này nhiêu ký đây người đẹp ơi? 2.7. Dạ. Rồi, mực 2.7 đây cô cận cảnh cô chú còn thoi thóp luôn. Wow. Rồi. Cảm ơn em. Dạ. Ngày mai sẽ đông hơn ha. Dạ. Rồi, mù bên đây là chuyên về cá bốp nè. Cá mú, cá bốp đủ loại, thế giới cá luôn. Và mọi người đợi ở đây mua cá rất là đông nha cô chú. Rồi. Tiếp theo ta đến gian hàng chuyên về cá bốp và cá bốn mú. Đây, cá bốn mú nè. Trời ơi. Quá đã luôn. Siêu siêu. Wow, cô chặt cá nè. Quá giữ được kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi. À. Quá nhiều cá luôn. Mực. Mực này mình làm sẵn hay sao cô? Đã quá ha. Bao nhiêu phần này cô? 150. À, một hộp này 150 gồm có 1 2 3 4 5 6 con. 6 con. 6 con nha, mực này 150. Ôi, nó đang thoi thóp nè, cá bốn mú đang thoi thóp luôn. 250. Quá. Wow. Còn ơi mú này là nhiêu con cô? Tính ký hả? 250 1 ký luôn. Quá. Wow. Nó còn đang thoi thóp luôn nè. Quá đã chưa? Hàng tươi sống luôn. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp khu vực. Trời ơi, nhìn thì dàn cá ngon quá. Rồi, chúc cô bán đắt hàng nha. Quá đã chưa? Đây là tới khu vực chuyên cua. Đây, cua luôn. Quá đã chưa? Ồ, con cá này giờ cái gì là nó đã quá nè. Ồ, quá. Cái đó cái gì vậy chị? Cá này hả? Con này cá thu anh ơi. À, cá thu. Rồi, cá thu. Quá đã luôn. Đây. Ốc hương. Quá đã chưa? Ốc hương ngon quá. Hôm nay cá lên rất là tươi luôn. Rồi, rồi chuyên hải sản luôn. Quá đã. Mú này nhiêu ký chị? Cá mú 200 1 ký cá bóp nè. Ui, cá mú 200 ký luôn nè. Rồi, ôi siêu to. Cá nó bự chà bá luôn nè. Bự dễ sợ luôn. Có 200 ký là quá rẻ luôn á. Phải nói là quá rẻ. Đã chưa? Để tay miếng nha. Wow. Hàng tàu mới lên luôn. Tàu mới lên luôn. Wow. Trời ơi. Siêu khủng luôn à. Hello em. Báo giá, báo giá giùm anh coi. Giá sao? Tôm này là... Cầm lên, cầm lên. Trời ơi. Tôm này... Đưa lên cao lên. Rồi. Quá đã luôn, bao nhiêu? Nhiêu ký? Dạ 1 triệu mốt á nè. Con này cỡ 1 ký không? Dạ con này tầm 8 lạng nha. Ôi, để chụp cái toàn cảnh thôi. Quá. Nếu mà giờ con nào rồi nè, chụp toàn cảnh nè. Hai lên. Rồi, đẹp trai. 1 triệu mốt 1 ký, con này khoảng trên cỡ gần 8 lạng. Con này khoảng 8 lạng á. 8 lạng hả? Dạ dạ. Quá. Tôm hùm siêu khủng. Tươi xanh luôn nè. Rất sẵn sàng, cũng nhảy que que luôn. Quá đã, rồi, cảm ơn em trai. Rất là nhiều nha. Dạ, dạ, dạ. Oh. Rồi, ghẹ, quá trời đã luôn nè. Ghẹ, ghẹ này rất to lắm đó nè. Wow. Ghẹ nó to. Nó ghẹ 1.000 rồi. Nhưng mà không sao, bao nhiêu một ký để biết báo giá cho cô chú. Bây giờ là 620. Nói chung là giá theo thời giá theo thời giá đúng không? Ok đi, cứ nói theo thời giá đi. Bây giờ hiện tại là 600 mấy đổ lại. Dạ 600 mấy đổ lại. Ồ, ghẹ bao tươi. Nói chung là hải sản làng ở đây em mua. Nếu con nào giờ anh lùa ăn mà dọp là đây em trả tiền hết cho anh. Ok, ok. Cái này bao ăn đúng không? Bao ăn. Rồi. Nếu con nào dọp giá bao nhiêu? Giá này là 650. Ok. Khách vô nhẹ là em giảm luôn. Rồi, giá 650 nha. Ok, cảm ơn. Hải sản làng ngày nào theo ngày đó nha. Đúng rồi, giá bữa thì nó còn 300 mấy 400 chưa lại, còn giá đó ngày mai. Ngày mai ok, rồi. Hàng ở đây là bao ăn, cơm cũng vậy luôn. Rồi, cơm lên bao ăn. Ăn mà con nào trả tiền con đó. Rồi. Ốc hương. Người bán mày em rồi. Đây 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 cô độc thể nè, từ từ. Đây đây lên cái thôi. Wow, hai anh đẹp trai. Đẹp trai quá.
hết rồi, hết rồi, hết rồi. Đây. Vô. Báo giá này luôn đi. Nè, báo giá luôn. Nhiêu nhiêu? Cái này nhiêu à? Ông Phương nhiêu? 280. Rồi, 280 con bên đây. Cái này một giá luôn. Một giá 28 luôn. Đúng. Ông Phương siêu to nha. Đó đã luôn nè. Rồi 280. Cái này một là một đó. Quá sướng luôn, trời ơi, ngon quá. Quá vậy là giá mới lên mà, hàng mới lên luôn. Trời ơi, nó tốt. Ở đây mình đang hả chị? Rồi, chúng ta tiếp tục đi theo tiếp nha. Qua wow, ốc hương này khủng quá nè. Trời nó bự dễ sợ luôn. Chị, ốc hương to nhất này giá nhiêu mà bự dữ chị? Dạ, giá 6,5. 6,5, trời ơi, để em quay cận cảnh nha. Quá đã luôn. Đây Đức Dương sẽ cầm cho cô chú xem con ốc nó bự cỡ nào. Trời ơi nó bự nè. Giá 6,5 xứng đáng đồng tiền luôn. Nó bự dễ sợ luôn nè. Wow. Cái này là hàng cô 7 ghẹ. Dạ. Đây thương hiệu cô đây. Dạ đây con quay cho. Đây là 7 ghẹ. Đây bản cô chú đến chợ Phước Hải ha. Vô khu vực hải sản để gặp quầy 7 ghẹ. Đây là ốc hương 6,5. Còn mấy này là rẻ hơn hả con? Ghẹ 2,8. Ốc này 2,8. Đây ghẹ 2,8 siêu khủng nè. Wow. Cầm đi con, đã lắm, nặng lắm, nặng tay. Quá sướng à. Quá ngon. Rồi, tiếp theo ta đến khu vực tiếp theo, mấy cô cứ mua đi. Giá đây là biển lên rồi, không sao. Biển lên là ok. Tươi sống. Quá wow. Hương. Rồi, ghẹ rồi. À, con ghẹ này khác nữa nè. Con ghẹ này đặc biệt quá, nhìn nó lạ quá, em cầm nha. Ồ, con này hơi bự hơn à. Wow. Khủng luôn, nó bự dễ sợ luôn. Rồi, cầm giùm con. Giá 1,1 triệu. Bằng giá, mọi người cũng bằng giá nhau. Một tí luôn hả con? Cầm lên luôn con, trời ơi. Wow, nhảy tơ tinh tinh luôn. 1 ký, 1,1 triệu một con luôn. Con này là 1 ký luôn nè. Quá đã luôn, trời ơi. Người siêu phục. Trời ơi, đang chụp đây. Đây nha, thì cô bé rẻ nha. Dạ rồi. Có gì ủng hộ con nha, mọi người đến đây đã ủng hộ 7 ghẹ chuyên bán những loại hải sản cao cấp. Trời ơi nè, cái thâu thôi nhìn cái khủng bố luôn nè, nhức nhói luôn á, lại lại luôn á. Trời ơi, 1,1 triệu một ký. Con này 1 ký luôn nè, chưa có con nào mà ở đây 1 ký hết á. 8 lạng hồi nãy, 8 lạng không ạ? Dạ, ký trở lên. Những kia là 8 lạng không, con này 1 ký. Trời ơi khủng quá. Rồi, ok, hàng siêu khủng. Đây, chủ quán đây, cô 7 ghẹ. Hello cô. Rồi, cô nói gì đi cô? Kệ, không sao. Rồi, cô nói đi. Ở đây cô là chợ Phước Hải, cô bé ghẹ chợ Phước Hải. Dạ. Bán hải sản tươi sống. Dạ. Rồi, tâm hồn hôm nay là một con 1 ký, ký 1, giá 1,1. Rồi, cảm ơn. Ghẹ 3 con, ký giá 600. Ok, rồi. 5 con, ký giá 4,5. Dạ. Rồi, nấm hương lớn còn 20 con ký là giá 550. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn cô nha, chúc cô bán được hàng. Rồi. Rồi, con quay xuống nha, quá đã luôn đây, khu vực. Để quay tổng thể cho cô chú xem, quá đã luôn, 7 ghẹ nha. Nằm trong phía sau của lòng chợ hải sản. Quá đã. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp khu vực. À, hôm nay có chỗ cá chim nữa nè. Ồ, cá chim này là tươi sống, mắt có đỏ, mắt có đen luôn. Cá chim hay cá gì chị? Bao nhiêu một con đây? Đây. Rồi, cá chim này nhiêu một con đây, đẹp quá nè. Báo giá luôn cho khách mua đi chị ơi. 180 một ký nha. Ô, cá chim. À. Thịt tươi sống luôn. Rồi, thoi thóp. Quá đã. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp khu vực. Đó, khu vực nào đây? Rồi. Đây cũng chuyên về tôm càng. Con này nay chịu mấy không chị? Khủng. Đúng rồi, ai cũng giá đó thôi, không sao hết. Trời ơi. 10.000, 20.000. Đây, giơ lên cho mọi người coi. Ô, nó nhảy đã chưa? Wow. 1,1 triệu một con. Trời ơi. 1 ký là tương đương một con rồi. Dạ, đúng rồi. Trời, Đức Dương cầm cho con chú trong. Ô. Nó rất là mạnh luôn, trời ơi nó nhảy à, đó cha, rất là khỏe luôn nha. Rồi cô chú đến chợ Phước Hải nha. U trời, đó
vì sao nó giá trị nó ở chỗ đó, nó rất là khỏe, ăn rất là ngon, nó tròn lên luôn à, quá quá nó chèo lên luôn, nó khỏe chưa? Rồi quay cả cận cảnh của cô chú, rồi quá khủng luôn, hàng chất lượng luôn nè. Dạ trời ơi, đã quá chị, hàng chất lượng luôn á, nuôi biết bao lâu mới được những con như vậy? Thiên nhiên thì ý là thiên nhiên hả? Dạ đúng rồi, thiên nhiên hả? Từ bắt lên luôn á, thiên nhiên á. Rồi hàng nuôi này thấy màu là xấu lắm. À vậy hả, hàng thiên nhiên luôn. Bởi vì cái thiên nhiên này rồi bên đây nó cũng vậy luôn phải không, mà để hai bên phải không? Có hàng tuần á. Ồ quá đã luôn. Đây cua nè, ghẹ này nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó chất lượng nè. À ngao, nãy giờ chưa quay ngao nè. Ngao nhiêu ký chị? Ngao 50.000 một ký ngao. Rồi 22 quá đã luôn ngao nha. Cái này chị ra bán lẻ thôi, vừa hải sản Hành Đức Ma. Rồi chị quảng cáo sơ qua cái khu vực của chị đi, đây là vừa hải sản Hành Đức Ma. Hành Đức Ma rồi, chuyên về tất cả các loại hải sản cao cấp nha. Rồi đây ta có con tôm hùm 1.1 triệu một con. Rồi chúng ta đi tiếp nha, cảm ơn chị. Rồi đây là khu vực khác hơn. Ô, lượng khách cô chú có thể cảm nhận được cái lượng khách của ngày lễ nè, rất là đông. À mấy chị đang làm mực nè, đây quay mấy chị dễ thương quá. Chị ơi nó là mực gì vậy chị? Nó tuột ha. Làm rất là kỹ là này, khách đặt rồi mình làm luôn phải không chị? Rất là đã ha, làm kỹ lưỡng vậy khách nó rất là thích lắm. Rồi chúng ta sẽ đi qua khu vực qua. Wow, trời đông, đông dữ chưa? Rồi đông. Thôi chào chị, sáng giờ bán thế nào rồi? Ok, hôm nay ngày lễ cố gắng lên, từ đây đến trưa sẽ hết thôi. Rồi cảm ơn chị, chúc chị bán hết hàng nha, kẹ luôn. Ồ nhiều cá quá, chào cô. Dạ cô giới thiệu cá giùm con đi, có cho mọi người đến mua nhanh hơn nhiều cho cô. Cá máu, cá dòng giá luôn nha. Cá máu, cá máu ký một ký nhiêu cô? Nó 50 ký. 50 rồi, cái này 60, cái này 60 cá. Rồi cá này là cá cá động. Đã ha. Cá bạc má nè, bạc má. Cá nục. Chỉ vàng. Đó, chỉ vàng là màu vàng. Nhiêu ký chị? 50 luôn, đồng giá nha. Rồi rồi, đây một thế giới cá cho cô chú xem. Quá đã luôn. Rồi, cảm ơn mấy chị. Lượng khách rất là đông, hôm nay đông quá. Nào. Rồi đây. Ta có con ốc, ốc ốc giấy nè. Giấy ốc tỏi gì đó, nó có nhiều loại ốc. Ồ, oh, có hến nữa nè. Trời ơi. Ốc có hến không chị? Hả? Con hến hay con gì ạ? À? Ốc nước. À ốc nước hả? Ốc nước. Mình luộc lên hả? Hả? À lấy con đó ra. Ồ, hay quá ha. Rất là lạ, em chưa có thấy con đó. Đây. Càng cúm nè, rất là nhiều. Cá bóp, cá thu. Đó. Quá trời cá. Đây. Tới khu vực này càng ngày càng đông. Rất là đông hải sản ô cầu. Hôm nay là ngày 2 tháng 9. Hôm nay lái xe đây khu vực rất là vui, đông vui. Vô. Rất bình tĩnh. Đông vui. Trời ơi đông vui quá. Mọi người khen nhau đi là có vui nè, có chừng lấn lấn ha. Trời ơi khu vực càng đông càng vui. Quá nhộn nhịp luôn cô chú. Đó, vậy mới gọi là cái chợ đó. Chợ hải sản. Đây là thiên đường hải sản. Thiên đường hải sản. Ôi trời con cá nhỏ xíu. Chúng ta sẽ đi cá tiếp cá liền. Mực đây quá trời mực luôn, mực ống, mực đen, mực dễ vậy luôn. Rồi có nhiêu ký đây mà biết cái gì, cái gì vàng. Rồi đây là cá đỏ 80.000 một ký, rất là ngon. Đây cận cảnh cho cô chú xem, quá đã chưa. Wow, con này cái gì đây? Cá lò, cá lò 40.000 ký. Rồi
bán đắt hàng nha chị nha. Rồi, đây là một con cá đuối. Đuối. Trời ơi, quay riết hồi lắm. Bóp kim hồi đuối luôn, đủ thứ luôn. Cá đuối nè, bóp kim hồi đuối nè. Đó. Đây, có nhiều cá lắm. Chị giới thiệu cá đi chị cho mọi người mua. Này cá đỏ rồi nè. Rồi, cá này cá gì chị? Cá mắt màu hả? Ừ, con này. Cái gì chị? À, ô thịt nó ngon ha, cảm giác thịt rất là ngon nè. Rồi, cá này cá bạc má phải không? Rồi, cá này cá gì nè? Cá đục hả? Hay cá đục gì phải không? Ngon quá ha. Rồi, cô chú tới nhanh nha. Hôm nay là ngày 29 tháng 4. Còn 2 ngày nữa chúng ta sẽ đến đây ủng hộ cho mấy chị tiểu thương bán khách hàng nha. Rồi. Chào chị, đây chị giới thiệu cho em ốc gì à chị? Ốc tỏi. Bao nhiêu tính con hay tính ký ạ? Bao nhiêu ký? À, 150 ốc tỏi, 150 là mấy chú ơi. Rất là tươi xanh luôn. Tôm. Tôm 230. Tôm 230 ký. Rồi. Hết con này cũng con ạ. Nhiều con. Này món ký 700. À 700 ngàn. Rồi. Rồi 330. Rồi 330 mừng. Ăn khô luôn. Rồi. Ăn khô luôn phải không? Rồi cảm ơn chị nha. Quá trời bên đây đông. Trời ơi, khu vực bên đó rất là đông nè. Đây quay. Dạ, đây là chợ cá hải sản Phước Hải. Đây, cô chủ bán hết rồi nè. Bán đắt quá không còn còn mấy con à. Hôm nay là được rồi đúng không? Bán sớm không chị? Từ mấy giờ sáng chị bán? À 6 giờ đi, còn chạy 7 giờ chạy ra là bán luôn rồi. Oh. 11 giờ hết. Rồi. Bán đắt hàng nha chị. Rất là nhiều hải sản. Cho đây ốc chiên nghêu nè. Để quay cho cô chú xem. À con này con cá xương xanh nè phải không chị? Con này ở Phú Quốc mới có nhiều. Nhưng mà ở đây mình có luôn hả? Mình đắt đắt lên luôn. Ừ. Cá xương xanh nha. Con này nấu lẩu nấu gì cũng ngon. Rất là nít đắt luôn. Đi quanh đó nha. Trời bên đó không? Bên đó có vẻ là sống động đúng không? Nghêu. Trời ơi, con nghe này nó bự dữ vậy. Con này nhiêu ký mà nó bự dữ vậy chị? Rồi, nghêu nè, nó lòi ra luôn nè. Quá đã luôn. 250 ký nghêu biển nha. Ôi, nó phun ra luôn nè. Trời ơi, nó phun ra luôn. 250 ký nha cô chú, nó bự lắm nè. Bàn tay của chú Đức Dương nè. Quá đã luôn ha. Rồi, chúng ta đi tiếp nha. Cá chim nè. Cá này là cá gì không biết tên nữa. Nhiều loại cá quá. Đi tiếp nào. Nhiều cá bóp, cá chim đi tới khu vực. Bên đây nhiều hải sản quá. Một thế giới hải sản. Tiếp theo ta đi tới khu vực khác. Khu vực này mấy chị là rất là vui nhộn nè. Đó, đó. Rồi chị quay đi. Cá gì? Báo giá cá đi rồi ta coi. Cá chế 40, má 40. Em không nói động 20. Đúng rồi. Rồi, cái này có gì? Cá đậu, cá đậu. Cá đậu 30. 30. Bán 80 là đậu 40, bán 80 được nha. Tự nhiên ta nhầm cá đi, rồi người ta tự trả ra. Rồi. Ô, ở đây có cá cá cha với cá ba sa gì nè. Con. Cá gì con? À, cá dứa. Cá cá dứa. À, nhìn nó nhìn xa xa rất là đẹp nha. Cá dứa là. Đây, con đi ăn cái đỏ, ăn cái ngon lắm cô. Mua đi, nhanh tay thì còn. Đây. Đẹp ra không quay. Báo giá không thấy người. Đây em. Vô. Vô. Ok lên hình nào. Báo giá đi. Rồi báo giá cho em đi người đẹp. Trời ơi đẹp mà mình giấu chơi vậy. Chục cóp chục. Rồi. Mấy chục. Đó. 7 chục cá đỏ quá đẹp luôn. 7 chục luôn. Bao nhiêu? 8 chục đúng không? Trời. Tốn giá rồi. Nãy đi nhập chồng biết giá rồi. Nên mình có tiếp. Cá chim. Cá chim 160. 160. Cái này cái gì? Cá đục trời ơi, cái này nướng muối ớt thì hồi nhức nách. 200. Rồi vô tiếp tục. Vô. Đây chào cô. Trời ơi lên hình phải đẹp. Cái đẹp không? Đẹp gái chưa? Trời ơi. Vô. Có bán cá bóp, cá chim, cá lòi, cá cu không? Bóp chim, lòi cu không? Không có đâu. Cá đâu? Đây. Ô cá thu. À có một cá đuối à. Bóp. Bóp chim hồi đuối à. Chỉ có mấy con đó thôi chết rồi. Rồi.
Hay cá nhồng đó cô. Ngon. Nhồng là cá này cái bà nó bầu. Cá bầu. Dạ. Đây, chuyên về hải sản luôn. Đây, qua đây nha. Vô. Cá gì đây? Vậy cô, cá gì cô? Cá hoàng sa. Cá gì ạ? Cá hoàng sa. Hoàng sa hả? Hoàng sa. Hoàng sa. À, tên lạ quá, cái lạ lắm. Bao nhiêu ký cô? 70.000 ký. Trời, cá này nướng cũng ngon lắm nè. Quá ngon ha. Quá ngon. Rồi. Quay bỏ mưa. Ok, tiếp theo. Rồi đây. Wow, khu vực này là khu vực tôm. Wow, tôm hùm khủng luôn. Bao nhiêu ký cô? 201. Mấy? 201. Triệu mốt hả? Triệu mốt. Triệu mốt ký. Rồi, con này là cỡ ký không? Con này hả con? Rồi, 300. Con thương 300. 200. Đó. Đó, con này là 200 ký nè cô chú. Quá đã chưa? Rồi, ok, cảm ơn cô nha. Chúng ta sẽ đi tiếp mấy khu vực khác nào. Đó, chị này là bán hết. Ở đây là cá này rất là nhiều luôn. À, cái này cá chẽn rồi không chị? À, bao nhiêu con ạ? 120 một con hay là 1 ký? À, 1 ký chứ, đúng rồi. Wow, 120 ký cá chẽn nè, này cá chim nè. Là cá hố. Đó, 200. Này cá khoai là nhiêu chị? Hai cái đù. 120. Đù 120 cá này. Cái đó 200. Cái này là cá gì tên đó? Cũng có đù luôn. À đù mà mình trẻ ra. Trẻ cái này con. Ờ con đây. Cái đó cá dĩnh. Cá dĩnh hả? Ồ, cái gì? Cá dĩa cá dĩnh nha, 250 rồi. Chúng ta đến khu vực cá đuối rồi. Cá đuối đây. Cá đuối giá cũng cá đuối 700. Ồ, cá đuối 700. Ngon quá. Chấm mắm mè nướng, chấm mắm mè quá đã luôn. Rồi, cảm ơn chị nha. Đây là chủ bán khu vực cá đuối, cá khô. Đây. Đây, khu vực cô bán cá đuối đây cũng nhiều đó. Đây, chụp hình tấm nào. Oh. Rồi. Dạ nhiêu ạ? 102, cái này 100. Tên nó đi cô. Tên nó là tên cá lạc Âu Cơ. Cá lạc hàng Âu Cơ. Lạc Âu Cơ. Lạc Âu Cơ. Cá này là cá én. Cá gì ạ? Cá én hả? Cá én rồi. Ờ, còn cái này là cá khô hố. Cá hố. Hố 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 cũng được. À khô hố. Rồi, đây là biết rồi. Nước cua hết chừng nha. Ok, ok. Khách hàng em đông lắm, yên tâm. Dạ. Cá mắm hả? À đây. Rồi, đây, mọi người đến qua khu vực đây nha. Đó, mấy chị dễ thương lắm. Bán là bán vì đam mê. Còn em là hết trời đất ơi, chịu nổi không? Bán đắt hàng bởi vậy mạnh miệng. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi tiếp khu vực khác nhau. Đông lắm. Đây còn mấy con cá. Đây là khu vực cá khô nhiều, cá tươi cũng có nhiều. Rồi quay sơ sơ cho cô chú xem còn một số. Dạ quay rất là đẹp. Đây giới thiệu đi, giới thiệu đi cô chủ ơi. Cô chủ lên TV nó dễ thương lắm đó. Cá gì báo giá đi? Cá thu nhiêu một ký hả? 160. Cá thu 160 rất là to nha. Quá đã chưa? Dài khoảng 60 rồi. Rất là nhiều quá. Rồi dạ mấy chị bán mất hàng. Đó, em ơi, em lên rồi vô. Đuổi đây cá đuổi. Rồi cá gì? Cá vịt mang vịt mấy cá tươi là ô bao nhiêu ký vậy người đẹp ơi? 150. Rồi cá xương xanh nhiêu đây? Cái này là cá gì mà dù xương xanh. Dạ đúng rồi, xương xanh. À đặc sản của Phú Quốc nha. Bắn tim. Rồi bán hàng nha. Rồi cảm ơn chị. Rồi chúng ta hết khu vực hải sản rồi nha. Ngoài hải sản ta có những món bánh rất là ngon của chợ Phước Hải đây. Bánh khoai mì nướng, cái này là bánh gì? Cũng khoai mì. Ngon ha. Rất là ngon luôn nè, khoai mì hấp. Trời ơi, đặc sản luôn ở đây. Khoai mì rất là ngon nha, rất vừa. Rồi. Chè này chè gì đấy cô? Chè này nó gọi là chè gì cô?
chè bánh lọt thập cẩm. Ừ. Rất là ngon nè, quay cận cảnh cho cô chú xem nè. Trời ơi, đây tất cả các topping của nó đây, màu sắc rất là đẹp luôn. Bánh lọt nha, trời ơi. Chị Yên Vọng mới trở lại quay, đang làm bánh nè, bánh bông lan hả chị? Trời ơi ngon quá, bánh bông lan mà còn chín muối nữa nè. Úi cha, chị đang làm đây. Khu vực đang làm bánh rất là ngon nè. Để Đức Dương sẽ quay công đoạn đây. Bánh bông lan chín muối, tô dầu 68. Ô đây, để công đoạn là sẽ chị sẽ làm luôn cho mọi người coi nha. Đầu tiên là chúng ta quét mỡ lên, dầu lên để cho nó độ chín, độ không bị dính nè. Rồi chúng ta đậy lại, rồi xong rồi chúng ta sẽ cho số nhân lên nè. Và cuối cùng thành phẩm là đây. Cảm ơn cô chú, các anh chị và các bạn đã xem clip. Thấy hay, đăng ký kênh, like, share cho mọi người xem nha.